Phụ nữ nuôi hổ. Cô Yunkyo, cô Yunkyo có nhà không? Tôi nghe nói chú Chê Đông suốt ngủ về rồi. Từ nay vợ chồng được đoàn viên nhé. Vui thế mà không gọi tôi sang ăn mừng gì cả. Ơ, cô đâu rồi Yunkyo? Yunkyo, cô sao vậy? Sao lại khóc thế này? Chẳng phải chú Chê Đông đã trở về rồi sao? Có chuyện gì xảy ra sao? Nói tôi nghe được không? Em khổ quá chị ơi. Nào, nào, đừng khóc. Đừng khóc mà. Không có chuyện gì là không thể giải quyết. Nào, đừng khóc nữa. Nói tôi nghe có chuyện gì. Chị ơi, em phải sống những tháng ngày tiếp theo sau đây hả chị? Em đằng đẵng chờ đợi, một mình chịu đựng bao nhiêu khổ cực chỉ để đợi đến ngày hôm nay. Vậy mà giờ chồng em trở về thì đã không còn là người chồng dịu dàng và thương yêu em của ngày xưa nữa rồi. Anh ấy đã biến thành một người khác rồi chị ạ. Em rất sợ, thật sự em rất sợ. Sao mà khác? Khác làm sao? Cô nói rõ chị nghe xem nào. Sau khi từ chiến trường trở về, tính tình anh ấy khác hẳn. Không những không vui mừng khi gặp lại vợ, mà còn hôm nay anh ấy còn định đánh em nữa. Anh ấy biến thành một kẻ khác rồi, không còn yêu em nữa rồi chị ơi. Thế với người khác, chú ấy có như thế không? Có chị ạ. Hôm qua bác đề trông sang chơi mà anh ấy còn nổi cáo với cả bác ấy nữa. Đích thị chú ấy bị vong hồn ngoài chiến trận quấy rối rồi. Cô Yunkyo à, nghe tôi nói này. Tôi có nghe nói một vị tu sĩ ở trên núi Xê Bốc rất giỏi trong việc trừ tà ma. Hay cô lên đấy tìm người nhờ ông ấy giúp đỡ cho. Vị tu sĩ ấy tu hành trên đỉnh núi cao nhất của núi Xê Bốc. Đi đến đấy phải mất mấy ngày. Thật sự con đã hết cách rồi. Con xin ngài hãy giúp con, cho con một cái bùa, một loại thức uống gì đó, hoặc bất cứ thứ gì để chồng con có thể trở về chính con người của anh ấy ngày xưa. Con khẩn xin ngài hãy giúp cho con. Có một cách có thể khiến chồng con trở lại như xưa, nhưng con phải làm một việc rất khó khăn. Đó là hãy mang về cho ta sợi râu của một con hổ còn sống. Sợi râu của một con hổ còn sống à? Đúng vậy, chỉ vậy mới có thể cứu được chồng con được. Mang được sợi râu hổ về đây. Xin ngài hãy giúp con tìm lại con người trước kia cho chồng con. Làm sao con lấy được sợi râu hổ? Con vì chồng con đã làm tất cả. Ta đã hiểu. Giờ thì không cần tới sợi râu hổ nữa. Con nghĩ xem, còn thứ gì nguy hiểm hơn lấy sợi râu hổ không? Nếu con đã đủ kiên nhẫn để thuần hóa một con hổ, thì tại sao lại không đủ kiên nhẫn để thay đổi một con người chứ? Nhất là khi người đó lại là người chồng, người đàn ông con vô cùng yêu thương. Dạ, con hiểu rồi. Con biết mình phải làm gì rồi ạ. Con xin cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều. Đi tìm cỏ may mắn. Ta phải đi công chuyện một chuyến. Con ở nhà ngoan ngoãn, coi nhà cẩn thận nhé. Đừng nghịch ngợm gì nghe chưa? Vâng ạ, con sẽ coi nhà thật cẩn thận, thầy yên tâm.
Ta đi đây. Con chào thầy. Thầy đi vắng, tất cả chỗ này đều do mình cai quản. Ôi, hãy biến thành chiếc bánh. Úp ba la. Ôi, chiếc bình quý của thầy vỡ mất rồi. Chết rồi, lần này thì chết thật rồi. Thầy sẽ không tha cho mình. Phải dọn ngay không, thầy về thì chết. À, đau quá. Sao mình lại đen đuổi thế này không biết. Mấy ngày nay mình xui xẻo quá. Rồi suốt ngày bị thầy mắng nữa. Mình phải tìm trong sổ phép thuật xem có thể làm gì để mình may mắn được không. Đây đúng là thứ mình đang cần tìm. Có nó, mình sẽ được may mắn suốt đời. Ở đây không có loại cỏ này, mình đi nơi khác vậy. Rừng rộng lớn thế này thì biết tìm ở đâu bây giờ nhỉ? Một vườn chuối, trông ngon quá. Mình cũng đói rồi, phải làm vài quả lót bụng rồi đi tiếp vậy. No quá. Giờ mình phải đi tìm cỏ may mắn tiếp thôi. Thôi chết rồi, tờ giấy có hình cỏ may mắn đâu rồi nhỉ? Nó rơi ở đâu được nhỉ? May quá, nó kia rồi. Ôi, mày bay đi đâu thế? Hả? Rơi xuống nước mất rồi. Phải làm sao bây giờ? Giờ chỉ có cỏ may mắn mới cứu được mình thôi. Mình phải tìm bằng được nó. Tờ giấy kia rồi, mình sắp lấy được nó. Ôi, có ai không? Cứu với. Khỉ con, khỉ con ơi. Gì thế này? Khỉ con lại làm loạn rồi. Nó đâu rồi không biết. Chắc sợ bị trách phạt nên lại trốn rồi chăng? Khỉ con làm sao thế này? Thầy, con xin lỗi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Con đi tìm loại cỏ may mắn rồi ngã xuống suối. Thật may là con cố trèo được vào bờ, không thì giờ đã không thể gặp lại thầy. Có may mắn ư? Con làm hỏng chiếc bình quý của thầy. Con lại thấy trong sách phép thuật có nói về loài cỏ có thể đem lại may mắn, nên con đã đi tìm. Hy vọng con sẽ không bị thầy trách phạt, cũng không bao giờ gặp xui xẻo nữa. Vậy sao? Con có biết chỉ vì cỏ may mắn mà con suýt chết không? Thế thì sao có thể gọi là cỏ may mắn được? Nếu con không nghịch ngợm, không đánh vỡ bình của ta, con đã không phải đi tìm cỏ may mắn mà gặp xui xẻo như vậy. Vận may nằm ở chính bản thân, ở sự cố gắng của chúng ta. Con có hiểu không? Con hiểu rồi thầy ạ. Được rồi, giờ chúng ta về nhà nhé. Con cần phải nghỉ ngơi rồi. Dạ vâng. Người bảo vệ trường. Cháu chào bác Trương. Chào các cháu. Ôi, chờ cháu quà với. Nhanh lên. Ai như là thầy Dân vậy? Thầy Dân đó à? Dạ. Chán quá bác ạ. Xe cháu bị dính đinh,
mà sáng ra chẳng có chỗ nào sửa xe nên cháu phải dắt bộ đây, mệt quá. Thế thầy để đó tôi sửa cho. Bác sửa làm sao được? Tôi sửa xe vá lớp suốt cho lũ học trò mà. Thầy cứ để xe đó cho tôi, thầy vào lớp đi, kẻo muộn đó. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu lên lớp đây. Thầy Dân đó à? Dạ. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh chân lên mày, kẻo bị phát hiện. Các cháu cẩn thận nào, ngã gãy tay gãy chân bây giờ. Thôi xong rồi. Nào, bác đỡ các cháu xuống. Các cháu xuống từ từ thôi. Các cháu từ nay không được như vậy nữa, nghe chưa? Hôm nay ông tha, lần tới ông bắt được sẽ báo cô giáo và phụ huynh đó. Dạ, vâng ạ. Thôi, vào lớp đi. Vâng ạ. Vâng ạ. Em chào thầy. Ừ, chào các em. Mấy đứa lại vượt tường hả bác? Ừ. Xe của thầy tôi đã sửa xong rồi đó. Nếu có vấn đề gì, cứ nói với tôi. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều nhé. May quá. Không có gì, xe có vấn đề gì cứ bảo tôi. Nếu sửa được tôi sẽ sửa cho. Chắc cháu chỉ làm hết tháng này rồi xin nghỉ bác ạ. Sao thế? Cháu chuyển trường à? Không đâu bác ạ. Cháu định xin làm một công việc khác. Làm giáo viên, ngày nào cũng lên lớp, ngần ấy bài, ngần ấy kiến thức, đến cả thuộc lòng. Nhiều khi cháu thấy thật đơn điệu tẻ nhạt. Tôi thì nghĩ nghề nào cũng có cái hay của nó chứ. Thầy đợi tôi, tôi ra mở cổng cho họ đã. Tại sao bác có thể làm cái công việc này suốt mấy chục năm được nhỉ? Bác có yêu thích công việc này không? Tôi yêu công việc của mình. Mở cửa, đóng cửa, mỉm cười chào mọi người. Bác thực sự yêu thích nó, vì sao? Vì nhờ công việc này mà tôi lại cống hiến cho đất nước của mình. Bác cống hiến cho đất nước bằng cách mở cổng trường và đóng cổng trường mỗi ngày sao? Đúng vậy đó thầy à. Thầy nghĩ xem, đó là công việc để tôi có thu nhập ổn định suốt nhiều năm qua. Bằng số tiền đó, tôi có thể gửi cho vợ con ở quê, giúp họ đủ tiêu và sống hạnh phúc. Cháu thấy đó là bác cống hiến vì gia đình đó chứ. Việc bảo vệ ngôi trường là tôi đã góp phần bảo vệ tài sản quốc gia. Mỗi lần mở cửa chào đón những học sinh, mỉm cười với chúng, tôi tin việc làm đó cũng khiến cho lũ trẻ bước vào lớp học với tâm lý thoải mái hơn. Vì vậy, chúng sẽ học tốt hơn, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh hơn rồi. Như vậy, chẳng phải tôi đã cống hiến cho đất nước rồi sao? Bác Trương, cháu thật sự khâm phục bác. Tôi yêu công việc của mình, tôi nghĩ sao thì tôi nói vậy thôi. Bác có biết những lời bác nói đã giúp cháu lấy lại tinh thần như thế nào không? Cháu nhận ra công việc nhàm chán hay thú vị phụ thuộc ở cách nhìn của mỗi người. Cháu xin chiếc xe nhé. Cảm ơn bác nhiều. Bác Trương, cháu nghĩ kỹ rồi bác à. Cháu sẽ tiếp tục đứng trên bục giảng và sẽ giảng dạy tốt hơn, đào tạo cho nhiều học sinh giỏi ngoan, có tri thức, phục vụ tốt cho xã hội. Cậu bé hàng xóm. Vậy là sau cả tháng trời dọn dẹp, sửa chữa, cuối cùng chúng ta cũng được chuyển đến nhà mới rồi. Minh à, về nhà mới con thấy thích chứ? Dạ, thích lắm mẹ ạ. À, về đây có nhiều anh chị chơi cùng, con thấy rất là vui. À, anh Nam. Ừ, nhiều bạn, nhưng mà phải chọn bạn mà chơi đấy nhé. Con nhớ không được chơi với anh Nam kia đâu.
Tại sao vậy hả mẹ? Vì anh ấy không nói được, cứ ú à ú ớ. Chắc chắn là trí tuệ cũng chậm phát triển hơn, còn phải chọn bạn mà chơi thì mới tiến bộ được chứ, nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi ạ. Con phải nhớ lời ba mẹ đấy, nhớ là không được đi chơi xa. Dù ai rủ cũng không được đi chơi, có nghe không? Dạ. Anh sếp cũng đẹp thật đó. Thôi, tháo ra để em sếp thử xem thế nào anh Nam nha. Minh à, thế con không nghe mẹ dặn gì ư? Mẹ, con... Con vào trong phòng kia, đứng úp mặt vào tường nhanh lên. Đợi múa lần kìa. Thích quá, thích quá. Thích quá, đẹp quá. Bao giờ mình mới lớn để múa được lần nhỉ? Chỗ nào mà lạ thế này? Mẹ ơi, con sợ. Nhà đâu rồi? Cháu bé à, sao lại ngồi đây khóc chứ? Ba mẹ của cháu đâu? Cháu đi theo đoàn múa lân, quên mất đường về rồi. Thế nhà cháu ở đâu? Dạ, cháu chỉ biết là nhà cháu ở tầng cao cao kia thôi, cháu cũng không biết đâu ạ. Giờ cháu cũng không biết nữa ạ. Nào, nín đi, cháu cứ bình tĩnh đã. Minh ơi, thôi chết rồi, thằng bé chạy đi đâu được nhỉ? Trời ơi, con tôi, con đi đâu rồi? Cháu cũng chẳng nhớ số phòng của mình ư? Dạ, cháu không nhớ đâu ạ. Nhà cháu mới chuyển đến thôi. À, anh Nam. Là anh Nam ở gần nhà cháu rồi ạ. Cháu sẽ theo anh Nam về. May quá, từ sau cẩn thận nhé. Dạ vâng. Anh à, em tìm cô Minh mãi mà không thấy con đâu hết. Đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Anh về nhanh lên đi, rồi mình đi báo cảnh sát anh nha. Mẹ ơi. Ôi Minh, Con đi đâu mà mẹ tìm con khắp nơi không thấy vậy? Con đi theo đoàn múa lân rồi bị lạc quên mất đường về. Mai gặp được anh Nam đưa con về đây đó. Mới chuyện đến lạ nước lạ cái, con phải cẩn thận chứ. Hôm nay may mà cô cảm ơn cháu nhé. May có cháu đây, không thì cô không biết tìm em ở đâu nữa. Cháu vào trong nhà này chơi với em đi. Anh ơi, anh vào đây chơi với em đi. Em đi lấy Lego. Vội vàng. Các con của mẹ ngủ ngoan, để mẹ đi kiếm thức ăn cho các con ăn nhé. Chị mèo vàng. Là tôi đây. Ồ, anh chó nâu, chị đi đâu thế? Lũ trẻ có khỏe không? Cảm ơn anh, lũ trẻ nhà tôi vẫn khỏe. Tôi đang đi kiếm thức ăn mang về cho chúng đây. Chị để chúng ở nhà một mình sao? Có chuyện gì à? Chết, thế thì nguy hiểm lắm. Chị chưa biết sao? Nguy hiểm? Có chuyện gì sao? Gần đây khu rừng mình xuất hiện một con sói rất hung dữ, chuyên đi bắt trẻ con để ăn thịt.
tôi sợ... Thôi chết rồi, thế thì tôi phải về ngay mới được. Nhưng các con tôi đang đói, nếu tôi không đi kiếm ăn cho chúng thì chúng sẽ chết đói mất. Được rồi, chị cứ đi kiếm ăn đi, tôi sẽ thay chị trông chừng lũ trẻ cho. Ôi, thế thì tốt quá. Cảm ơn anh nha, tôi đi một lúc rồi về ngay. Ừ, không có gì. Mình đi lâu quá, không biết anh chó nâu có sốt ruột bỏ về không nữa. Trời ơi, sao người anh chó nâu lại đầy máu thế này? Đã có chuyện gì xảy ra? Trời ơi, các con của tôi đâu rồi? Chó nâu, không ngờ anh lại hại các con tôi. Tôi đã tin tưởng anh thế mà. Đồ độc ác, ta phải trả thù cho các con ta. Ôi, chị làm sao vậy? Sao chị lại đánh tôi? Tôi còn muốn đánh chết anh cơ, đồ độc ác. Anh đứng lại cho tôi. Ôi, chị bị điên rồi. Phải, tôi đang bị điên đấy. Anh đừng hòng chạy thoát khỏi tay tôi. Đứng lại cho tôi. À, mẹ về rồi. Mẹ về rồi. Ôi, các con của ta, các con của ta đây rồi. Mẹ ơi, chúng con sợ quá. Đừng sợ, đã có mẹ ở đây rồi. Mẹ cứ tưởng sẽ không gặp được các con nữa. Lúc nãy có sói đến, chúng con sợ quá, trốn vào trong bếp không dám ra ngoài. May mà có bác chó nâu, chứ không thì... Các con trốn trong bếp ư? Anh chó nâu, chuyện này là... Tôi thật không hiểu nổi chị, đúng là làm ơn mắc oán. Tôi đã giúp chị canh chừng lũ trẻ, còn không ngại hy sinh thân mình để bảo vệ chúng trước con sói hung dữ. Vậy mà chị còn định đánh chết tôi nữa. Sói ư? Vậy ra những vết máu trên người anh là... Là tôi đánh nhau với con chó sói đó để bảo vệ các con chị đấy. Xác nó tôi vứt ở đằng kia kìa. Thật? Thật vậy sao? Trời ơi, không tin thì chị ra đó mà xem đi. Tôi... Cũng chỉ vì tôi quá sốt con, vào trong nhà không thấy chúng đâu, cho nên tôi... Thì chị cũng nên hỏi tôi một câu chứ. Tôi đã bảo chúng cứ nằm yên trên giường, nhưng chúng vẫn sợ. Nhất định phải trốn vào trong bếp mới yên tâm. Tôi xin lỗi anh nha. Thôi, chuyện qua rồi. Tôi hiểu tấm lòng của một người mẹ, nhưng chị cũng phải nhớ, làm việc gì cũng phải suy xét rõ ràng. Đừng vội vàng để rồi hối hận cũng không kịp. Tôi nhớ rồi. Cảm ơn anh đã cứu các con tôi. Thôi, lo cho lũ trẻ đi. Thôi tôi về đây. Cảm ơn anh. Mấy hôm nữa tôi sẽ dẫn lũ trẻ tới thăm anh nha. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, Bài Học Cuộc Sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.